Chào mừng quý vị đã đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tổng giáo phận Boston chăm sóc một vụ bệnh nhân COVID-19. Bao giờ thánh lễ có giáo dân? Họ đạo trà ếch siêu thị nghĩa tình không đồng. Tin tổng giáo phận Boston, tổng giáo phận Boston chăm sóc một vụ bệnh nhân COVID-19. Ngày 18 tháng 4, tổng giáo phận Boston đã thành lập nhóm linh mục chuyên chăm sóc phục vụ cho các bệnh nhân COVID-19. Các linh mục cùng nhau sống tại các địa điểm chiến lược gần bệnh viện để ban bí tích sức dầu khi cần. Cha Tom McDonald, hiệu phó chủng viện Thánh Doan ở Boston, người tình nguyện trong nhiệm vụ này đã chia sẻ. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời tình huynh đệ linh mục khi sống chung một nhà. Theo tôi tưởng tượng, nó giống như cách sống của những lính cứu hỏa thường trực trong trại của họ. Ở đây chúng tôi nhận cuộc gọi khẩn rồi vội vã ra đi thi hành sứ vụ, xong việc lại trở về. Cha coi sứ vụ này chính là sứ mạng của các linh mục, đó là một đặc ân lớn lao. Tòa tổng giáo phận cho biết các linh mục tình nguyện sống với nhau sứ vụ duy nhất là ban bí tích sức dầu bệnh nhân. Tổng số linh mục phục vụ trong sứ vụ này là 80, trong đó 30 linh mục trực tiếp còn số còn lại để dự phòng. Đức Hồng Y Sen Otmale, Tổng Giám mục Boston chia sẻ, Chúng tôi rất biết ơn các linh mục này vì họ luôn sẵn sàng thăm viếng và an ủi những bệnh nhân đang đau khổ vì nhiễm virus corona, cũng như ban bí tích sức dầu cho họ đây là điều đặc biệt an ủi cho những gia đình hiện không được phép đến thăm người thân trong bệnh viện và cũng an ủi cho bệnh nhân đang được điều trị vì nhiễm virus corona các linh mục của chúng tôi coi đây là một ân phúc trong chức vụ của họ ngoài ra chúng tôi đã nhận được phản hồi rằng những chuyến thăm này đã có tác động tích cực đến các nhân viên bệnh viện các cha phải làm quen và thích ứng với môi trường mới từ việc các cha sống chung với nhau, dành nhiều giờ cầu nguyện cho các bệnh nhân, đến việc sức giàu, thăm hỏi người nhiễm virus corona. Cha Zimmerman chia sẻ thêm, chúng ta không thể cứu tất cả mọi người. Thuốc tuy có thể làm rất nhiều điều, nhưng ở mức độ nào đó, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta không phải là chủ nhân của mạng sống mình. Chúng ta cần đặt nó vào tay của Thiên Chúa. Các nhân viên y tế đang làm việc rất tốt nhưng họ không thể làm mọi thứ. Hy vọng họ sẽ được giảm bớt áp lực và điều này nằm trong tay của Thiên Chúa. Hạt Suffolk ở Boston tính đến ngày 24 tháng 4 đã có khoảng 9.000 trường hợp nhiễm COVID-19 và công việc của các cha đã được các nhân viên y tế, người thân bệnh nhân và các bệnh nhân cảm kích rất nhiều. giáo hội, bao giờ thánh lễ có giáo dân. Từ ngày 10 tháng 3 năm 2020, đền thờ và quảng trường thánh Phêrô đã đóng cửa, nhưng một số nơi của giáo hội địa phương đã bắt đầu thánh lễ có giáo dân. Lúc đầu thường với nhóm nhỏ và từ từ nới rộng hơn. Các thánh lễ này phải luôn giữ biện pháp phòng ngừa lây lan virus corona. Giáo hội Hàn Quốc ngày 20 tháng 4 năm 2020, chính phủ đã nới rộng các biện pháp phong tỏa trong đó có các thánh đường tại Ba Lan là giáo hội đầu tiên tại châu Âu bắt đầu thánh lễ với 50 tín hữu tại Cộng hòa Tiệp ngày 27 tháng4 năm 2020 đã bắt đầu thánh lễ với 15 tín hữu ngày 1 tháng 5 có thể dân thánh lễ với 30 tín hữu đến ngày 8 tháng 6 các thánh đường sẽ mở cửa cho tất cả giáo dân tham dự nhiều bang tại Đức cũng dần dần mở cửa từ ngày 20 tháng 4 năm 2020. Đầu tiên là bang Sancia, thánh lễ không quá 15 người, rồi đến thủ đô Berlin với 50 người tham dự mỗi lần và bang Bavaria thông báo sẽ bắt đầu thánh lễ có giáo dân vào ngày 4 tháng 5 sắp tới. Tại Italia, hội đồng giám mục nước này cũng đang làm việc với chính phủ để nới rộng các điều kiện cử hành các nghi lễ tôn giáo khi đất nước này bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch virus corona. Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Đức Hồng Y Guatiro Bassetti, Tổng giáo mục giáo phận Perugia, kêu gọi mở lại thánh lễ có giáo dân tham dự. Tại Thụy Sĩ, chính phủ liên bang cho biết các buổi cử hành tôn giáo tiếp tục bị cấm cho đến ngày 8 tháng 6 từ ngày 27 tháng 4 sẽ nới rộng các cử hành an táng nhưng chỉ trong khuôn khổ tại các gia đình. Tại Pháp, chính phủ dự kiến sẽ mở cửa nhà thờ vào khoảng giữa tháng 6 tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Dù đóng cửa nhưng các cử hành đạo đức vẫn tiếp tục. Đức ông Ribadio Dumet, giám đốc đền thánh cho biết khoảng 2.000 ý chỉ cầu nguyện mỗi ngày và nhiều tâm hồn được chữa lành cũng như nhiều tình huynh đệ được thể hiện của các bệnh nhân và người chăm sóc. Tại Bồ Đào Nha, chính phủ dự kiến sẽ mở cửa các nhà thờ vào tháng 5 sắp tới. Trong giai đoạn đại dịch, hầu hết các nơi trong giáo hội Hoàng Vũ cử hành thánh lễ trực tuyến. Đức Thánh Cha lo lắng khi các tín hữu không thể cùng nhau hiện diện dân lễ trong nhà thờ. Đó là tình trạng khó khăn khi các tín hữu chỉ được rước lễ thiên liêng. giáo hội Việt Nam, họ đạo trà ếch siêu thị nghĩa tình không đồng. Mùa chay phục sinh vừa qua, trong cơn dịch bệnh, người nghèo khổ lại càng thêm khốn khổ. Đức giáo mục giáo phận Cần Thơ đã thương yêu và quan tâm đến người nghèo nên chia sẻ gạo cho bà con nghèo các họ đạo trong giáo phận. Đây là hành động rất thiết thực và ý nghĩa, tạo niềm cảm hứng và động lực cho mọi người. Bắt trước gương sáng biết quan tâm giúp đỡ cho những người nghèo của vị chủ trang nhà thờ truyền giáo nhỏ bé trà ít lần đầu tiên cũng cố gắng hết sức và gói ghém cùng với ơn Chúa thương cho mở siêu thị tình nghĩa không đồng. Tuy là hành động nhỏ nhưng ý nghĩa to, nhất là ít lợi thiết thực cụ thể cho bà con. Cái đạt được lớn nhất là bà con rất vui khác lạ với những lần phát quà trước đây. Vì bà con vùng quê nghèo sâu xa này có được chút quà thì họ vui rồi, nhất là trong mùa dịch bệnh, kinh tế khó khăn này nữa. Quà là vui, nhưng vui hơn khi bà con cảm thấy được yêu thương, quan tâm, chăm sóc, được để ý tới. Khi đi siêu thị nghĩa tình không đồng, bà con được chọn lựa những gì mình thích, cảm giác mình làm chủ, mình quyết định lấy món này, bỏ món kia, giống như mình đi chợ mua sắm. Bà con hoàn toàn chủ động chứ không bị động chỉ biết nhận như mọi lần đây là điều rất nhân văn rất quý có thể nói là vô giá đó là cách cho quan trọng hơn là của cho đáp ứng đúng nhu cầu sở thích của bà con người cần trứng thì lấy trứng nhiều người cần dầu ăn thì lấy dầu ăn nhiều rất hợp lý gia đình thì ít gia đình thì nhiều chứ không cào bằng các phần quà như trước kia Bà con cùng đi chung, sách giỏ như đi chợ, xôn tụ và vui vẻ. Có tình đoàn kết, dù dịch bệnh, nên đứng cách xa nhau 2 mét nhưng vẫn vui. Đây có lẽ là mô hình mới và rất thiết thực. Ước mong việc làm này được nhân rộng khắp nơi, để tình thương của Chúa được lan tỏa và giúp đỡ được cách cụ thể cho bà con nghèo khó. một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau